Bạn Xin Mon, chào các bạn, mình tên mới tôi. Tôi là chim cá rồi, bây giờ em bạc tiết nha các bạn. là lần trước là mình đã tô nàng tiên cá đúng không? Cái bìa ngoài là nàng tiên cá đúng không? Hôm nay là bạn Mon sẽ tô cái quyển sách ma thuật, là bạn Mon sẽ tô hình nàng Bạch Tuyết đúng không bạn Dạ, Mon? bây giờ mình sẽ tô nha các bạn. Rồi bạn Mon chuẩn bị nước nghe không? Có chuẩn bị nước chưa? Nước vô cây bút mà nè. Nè, các bạn, cây bút của bạn Mon. Cây bút là cái ngòi là nó màu trắng nha. Cái ngòi bút màu trắng, chỉ cần mình để nước vô, nước cất nước lạnh mình vô. Để nước lạnh vô là mình sẽ tô. Và bạn Mon tô hình gì trước? Bạn Mon giới thiệu đi. Bạn Mon. Đây hình này là có nàng công chúa phải không? Nàng công chúa Bạch Tuyết với thái tử phải không? Có hoàng tử phải không? Bạn Mon tô hình này trước hay là hình nào? Khoan, bạn Mon từ từ, bạn Mon dở cho các bạn xem coi. Hay là bạn Mon tô hình này? Cái này là nàng Bạch Tuyết và hoàng tử đúng không? Còn đây là bảy chú lùn. Bạn Mon lật qua tiếp theo coi coi. Lật qua trang tiếp theo coi là hình của ai. Còn xíu nữa bạn Mon sẽ chọn. Đây là nàng Bạch Tuyết với ngôi sao nè, đồng hồ. Rồi là xe gió ha. Rồi tiếp theo, cái hình tiếp theo là hình gì đây bạn Mon? Này cũng là hoàng tử với Bạch Tuyết luôn. Giờ bạn Mon chọn hình nào để bạn Mon quay? Bạn Mon lựa đi. Mon lựa một hình để bạn Mon tô đi, tô màu đi. Hôm nay Hình này đúng không? bây giờ mình sẽ tập Mon tô màu đi. Thấy được cái mặt của ai đó? được cái mặt của Bạch Tuyết rồi, bây giờ sẽ Công chúa Bạch Tuyết rồi phải không? Ta xin cái cầu, bông anh tôi từ từ hơn, chừng lem ra ngoài hư cũng vỡ. Không có xe gió nó gì đó. Không ngược tay rồi bông không? Ngược tay nào? Tôi làm xong chưa? Chưa. Còn cái chỗ trắng trắng quá nhiều luôn. Tôi chưa dắt hết rồi. Chỗ trắng trắng là hoàn tô hết luôn, nó lên màu đẹp. Để cái cho ngay lại. Gì rồi? Thấy đường đám mây với trên cái cầu, trên cái cầu này yếu hơn đài luôn hả? Công chúa luôn, đài công chúa luôn. Hơn luôn. Còn cái chỗ trắng trắng là hoàn toàn chưa ráp. Rồi là bạn Mon đã tô xong một cái hình rồi đúng không? Dạ. Đâu? Một cái hình bột. Một cái hình có nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn luôn. Rồi giờ mình sẽ tô hình tiếp theo nha. Bạn Mon tô tiếp cái hình thứ hai đúng không? Như cái hình này có cầu vồng hay gì đó phải không Mon? Dạ. Ủa, ra màu vồng luôn hả? Ừ, có cầu vồng. Đúng không? Dạ. Cái đó là gì? Bong bóng hả? Dạ, âm bóng á. Cái hình với cái con gì nữa đó? Không, bướm bướm. Con bướm đốm hay gì? Con bướm đốm đâu? Dạ con đom đóm rồi. Đom đóm là con ong vậy, đom đóm. Đom đóm hả? Ừ. Đom đóm đúng rồi, đom đóm.
ấy có con chim nữa kìa, có chim nó hay sao với chim nữa, có ngôi sao nữa đúng không, có con chim nữa, có ngôi sao nữa kìa đúng không, sao lớn và sao nhỏ. Có bông hoa, có bông hoa gì? Có gì nữa đó, có bông hoa nó có gì đó ha. Dạ. Nhà của Bạch Tiết làm á. Nhà của Bạch Tiết hả? Dạ. Nhà của Bạch Tiết làm á. Bạch Tiết làm cười ha ha ha. Tranh thứ hai gần xong phải không? Dạ gần xong rồi. Xong chưa không anh? Xong chưa, dở lên em, dở cho các bạn coi. Quay lại nào, quay lại cho các bạn xem nè. Đây là con nàng công chúa có cầu vồng đúng không? Dạ, xong rồi bây giờ mình sẽ... thêm một cái nữa ha. Thêm một cái nữa, một nữa. Một cái nữa ha, đúng không? Mon vẽ thêm cái bức tranh thứ ba ha, coi sẽ ra hình con gì ha. Dạ. Con nào đây, con lên đây, coi ra hình gì đây. Đương nàng công chúa nữa, có đó là hoàng tử đúng không? Dạ. Hoàng tử với công chúa nữa, đúng không? Dạ. Mình xuống Bạch Tiết rồi chào hoàng tử, rồi mình câu hỏi xem coi có xuất hiện thêm gì nữa không? Con lơm lơm. Lơm lơm hả? Ừ. Rồi coi còn gì nữa hả? Một ai cho hay. Còn gì nữa, coi coi xuất hiện gì mới đó không ha. Dạ. Ấy 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 ấy, còn có cầu vồng nữa nè. Wow, cầu vồng luôn. Mình cái chanh này cũng có cầu vồng nữa ha. Dạ. Cầu vồng có đâm đớn luôn, mới luôn. Ừ, cũng mới luôn nè. Đâu nữa rồi, có thấy gì nữa không? Wow, có thấy rắn mày nữa nè. Rắn mày luôn. Rồi xuống nữa rồi, có gì nữa không? Gì đó không biết nữa. Con hết đưa ra cái gì, cái hình gì? À, một chiếc tàu. Tàu à? Dạ. Rồi bên con nữa đi. Bên đây. Chưa giác mà, sao còn xuất hiện thêm cái gì nữa? Qua chiếc này chiếc ghe nè, chiếc ghe à? Qua cái ghế nè các bạn ơi. Cái ghế. Có con gì đó đâu mà? Con gấu. Con gấu không? Con thỏ. Con gấu. Gì? Gấu hả? À? Con tô hết đi. Dạ, mon xuất hiện cái gì đây? Tô hết đi, coi còn gì nữa. Qua còn con hai con đơn đớn nữa mình quên. Con tô nữa các bạn. Hết sắc. Rồi, con mon đã tô hoàn thành rồi đúng không? Dạ. Đây là hình nàng công chúa Bạch Tiết và hoàng tử đúng không? Chào tạm biệt các bạn, hẹn giờ rồi ra sát em sẽ du và đen sẽ... Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký ủng hộ Mon nha. Vậy là bạn Mon tô xong rồi đúng không?